Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình liên kết vùng theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Sáng nay, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị hợp tác phát triển. Dự hội nghị về phía đoàn đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lãnh đạo một số sở ban ngành của thành phố. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể địa phương của tỉnh. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Hưng Yên là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí địa lý quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng. Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên trở thành động lực phát triển của vùng Đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Hà Nội. Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để đánh giá sự hợp tác phát triển của hai địa phương. Với tinh thần thủ đô vì cả nước vì thủ đô, sự hợp tác kết nối giữa các địa phương là động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc khóa 12. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Theo đó, hai địa phương đã triển khai tốt việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã hội. Các quận huyện của hai địa phương tổ chức các đoàn công tác giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã tham mưu giúp cấp ủy của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương và đạt được nhiều kết quả khả quan. Hội nghị đã thống nhất và đề ra phương hướng nhiệm vụ hợp tác phát triển giữa Hưng Yên và Hà Nội trong thời gian tới. Cụ thể, triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai tỉnh, thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh, huyện và đặc biệt là cán bộ cấp xã về kỹ năng lãnh đạo quản lý, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổng kết thực tiễn xây dựng văn kiện đại hội và chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Về hợp tác phát triển kinh tế xã hội trong quản lý nhà nước và cơ chế chính sách, hai địa phương thống nhất chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước và cơ chế chính sách trên các lĩnh vực Hà Nội có thế mạnh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và liên kết phát triển phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn vùng, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn. Về lĩnh vực du lịch, hai bên hỗ trợ tạo điều kiện tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch, các điểm đến du lịch, chương trình tour và sản phẩm du lịch mới của hai địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, các trang web du lịch, hợp tác hỗ trợ Hưng Yên xây dựng các tour du lịch kết nối Hà Nội Hưng Yên, hợp tác phát triển đa dạng các loại hình du lịch tạo điều kiện gắn kết hệ thống kinh doanh lữ hành, lưu trú và vận chuyển khách của địa phương. Về lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm về nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi, phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hợp tác phát triển công nghiệp và thương mại, nghiên cứu xây dựng cơ chế, thẳng thắn chia sẻ thông tin về đầu tư, vốn đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp, nhất là các khu cụm công nghiệp có tính chất chuyên ngành, tạo sự gắn kết đan xen giữa các khu cụm công nghiệp giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Lĩnh vực giao thông, hai địa phương phối hợp nghiên cứu đề xuất của tỉnh Hưng Yên mở mới tuyến buýt Hưng Yên Hà Nội. Hợp tác phát triển đô thị bảo vệ môi trường, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị, xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư,
nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở đối với hộ gia đình, người có công với cách mạng, quản lý chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh hợp tác về bảo vệ và quản lý môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Hà Nội phối hợp hỗ trợ huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để tỉnh Hưng Yên có những bước phát triển như ngày nay. Đối với sự hợp tác kết nối giữa hai địa phương, tỉnh Hưng Yên sẽ chỉ đạo các ngành địa phương đưa vào chương trình kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả hợp tác, phối hợp thực hiện giữa hai địa phương với phương châm Hưng Yên vì Hà Nội, Hà Nội vì Hưng Yên, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị hai địa phương tăng cường phối hợp, đẩy mạnh chuỗi tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, đưa các sản phẩm văn hóa ẩm thực, phi ẩm thực từ Hưng Yên lên Hà Nội. Cùng với đó, hai bên cần tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, kết nối các tuyến xe buýt, xử lý môi trường, liên kết các vấn đề về y tế, giáo dục thể thao, phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, chuyển các trường đào tạo nghề từ Hà Nội về Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sĩ khẳng định với mối quan hệ lâu năm và có vị trí liền kề với Hà Nội, Hưng Yên đã có thêm nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, những kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa hai địa phương chưa xứng với tiềm năng, cơ hội, điều kiện phát triển còn lớn. Cần thiết phải được lãnh đạo hai địa phương đánh giá đúng để việc hợp tác đạt hiệu quả cao hơn nữa, thống nhất cao với các kế hoạch hợp tác đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng hai tỉnh, thành phố cần chú trọng thêm một số nội dung, trong đó có việc chuyển các trường đại học, các trường đào tạo nghề từ Hà Nội về Hưng Yên. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên về sự phát triển toàn diện của tỉnh trong những năm qua, có đóng góp quan trọng cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng là dịp đánh giá lại mối quan hệ hợp tác, làm rõ những mặt được, chưa được, những tiềm năng hợp tác, phát triển, từ đó đưa ra định hướng hợp tác mới, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của hai địa phương. Góp phần phát triển các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thực sự là đầu tàu kinh tế cho cả nước, đánh giá hiệu quả về sự phối hợp, kết nối giữa hai địa phương thời gian qua, đồng thời thống nhất với các nội dung hợp tác đã được đưa ra tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. Cái phối hợp của chúng ta là có cái sự tương tác cả hai bên cùng phát triển trong cái thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng thấy là chúng ta cũng thấm nhuần những cái câu nói của các vị tiền bối. Hà Nội là nơi hội tụ, nơi kết tinh các cái giá trị của dân tộc Việt. Và từ đấy nó tỏa lắng và nó lan tỏa các cái giá trị đấy đi các địa phương trong cả nước. Thì chính vì vậy mà trong cái hội nghị ngày hôm nay các đồng chí đặt nhiều vấn đề là phải tăng cường cái kết nối giữa hai địa phương. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Tôi đề nghị là giao cho giám đốc của sở của hai bên và sau cái hội nghị này và một đồng chí phó chủ tịch để phụ trách vấn đề này để mà làm sao chúng ta kiểm điểm hàng năm. Tôi như đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã nêu đấy, đây là một cuộc gặp mặt lịch sử. Nhưng mà làm sao chúng ta phải biến nó trở thành cái hiện thực, làm sao người dân của cả Hà Nội, của cả Hưng Yên đều thấy các cái lợi ích của phát triển, cái lợi ích của hợp tác thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu phát triển. Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Hưng Yên thực hiện công tác an sinh xã hội 3 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên đã tặng thành phố Hà Nội phiên bản chống đồng động xá. Trước đó, đoàn đại biểu của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn và đền vua Lê Thái Tổ.